Xin chào mọi người, chào mừng đến với kênh của Kelly. Hôm nay Kelly sẽ dẫn các bạn đi San Diego và Santa Ana để thăm hai người bà con từ Mỹ và Đức sang cùng nhau đi chơi, tham quan San Diego nhé. Hôm nay mình đi San Diego đến nhà một người bà con và thăm khu vườn của anh ấy. Khi mà mình bước vô là mình sẽ gặp một cây ổi, mà cây ổi này là cây ổi không hộp nha. Nhìn nè, quay cái trái ổi đi. Còn đây kế bên là cây thanh long. Quay cái trái thanh long bự bự vô. Đây cây thanh long này rất là ngọt mà mình chưa có ăn lần nào. Nhưng mà phải cái chùm ở dưới này nè. Đó. Mà ở đây cũng có cây mía nha. Một bụi mía. Bụi mía rất là tươi tốt. Rất là ngon mà nó còn nhảy lên cây con nữa kìa. Đó. Còn cây này là cây cherry, không, cây cherry của Việt Nam. Nè, có trái nữa nè, có một trái thôi. Đó, mà trái này á là nó chín là nó rất là ngọt. À, cũng trong đây cũng có mấy trái nữa nè, đi quay sát vô cái trái nữa không? Có mấy trái nữa. Qua bên phía bên đây là cây này không biết là cây gì. Nhưng mà cây này là cây bơ. Mà mùa này hết bơ rồi. Thôi để mùa sau đi. Cây này cây xoài nhưng mà nó chưa có ra trái, nó chỉ có lá thôi. Qua đây thì mình gặp một cây nhãn. Cây nhãn. Mà cây nhãn này thì nó chưa có chín. Cây ớt nữa nè, cây ớt này sao mà nó đen thui vậy? Cây ớt này cái trái đen thui à. Nó hẹ nữa. Xả nữa kìa. Cái bên đây nè, cây là cây chính.
đi qua bên đây coi có cái lụn nè. Cái lụn nè tí. Cái lụn này đẹp lắm. Cái này là nó vô trong dưới nó đẹp lắm. Cái lụn nè. Trong dưới đẹp lắm. Đúng rồi cái lụn đó. Đã quá cái lụn. Để đó, thấy cái trái lụ chưa? Thấy trái lụ đẹp. Chung vô. Để, bây giờ mình phải sống ảo một chút. Đúng rồi, sống ảo đi. Thấy bà con nhìn sống ảo hơi nhiều. Ô cái trái bự á, mày đứng gần trái bự đẹp. Ồ đảo quá. Ok. Rồi. Không có quay qua đây hả? Nhìn trái nha. Hai tấm. Ok. Nhìn nó thôi đừng có cắn nó. À vậy hả? Táo tàu đi. Ăn táo tàu. Đây là cái táo tàu. Trái bự bự á. Trái đó chín á. Trái chín không? Ừ, bảy hay quá. Báo giờ mới chín liền. Nè, trái này cũng ngon. Ủa, trái này có con gì nó ăn rồi. Con gì nó thích nè. Ti ăn không Ti? Ăn một trái đi. Thôi khỏi đi, khỏi giao đi. Lấy được rồi. Đi lại cầm cho chị con. Dạ. Đi lại cầm đi. Dạ.